Cho được hôm nay xin gửi lời chào tất cả quý vị chú bác cùng toàn thể anh chị em ở cộng đồng nghiệp nha. Hôm nay hổng gà đi chơi lễ các bạn, hai ngày nay không có video được. Hôm nay được mới quay nha bạn. Chắc về được làm chắc tối được mới đăng. Hôm nay thì trời nắng cũng khá là tốt nha bạn. Hôm nay hết mưa. Nhưng mà hôm qua cũng còn mưa nha bạn. Cái đất cũng vẫn ẩm lắm. Cái khu này mình có gà thăm 5 cái nha bạn, nhưng mà thăm 2 chuyến không gà gì hết bạn ơi. Cho nên mình quyết định mình cuốn luôn bạn. Sáng giờ mình đi đánh thêm ba mấy cái nữa nha bạn. Mới mua của thằng em ba mấy cái nữa, mới đi đánh. Không thấy dấu hiệu hết các bạn ơi. Rồi xong, nhờ tơn tiếp. Cái khu này gà mà thăm 2-3 chuyến mà không gà gì rồi, cuốn luôn bạn. Tụt còn luôn bạn. Tụt còn. Thăm bây giờ chuyến này chuyến thứ 3 rồi bạn. Mà không có gì hết rồi. Thôi cuốn đi chứ để làm gì. Giờ đi chỗ khác mà đánh. Chỗ đây chắc hết rắn. Xuống kia hơi xa nha bạn. Để mình tắt cái nhà xuống kia cái mình quay tiếp cho bạn coi. Cái này chiến gọi dính con nữa bạn. Dính ngựa mà bị kẹt đầu quá bạn nhá. Dính ngựa kẹt đầu nữa. Này có hàng bạn ơi. Wow, đèn thù lùi luôn trời. Có hàng, có hàng. Này có hành quá. Hành cũng được quá. Tốt thù ta. Hành này chắc cũng đâu đó 3 lạng các bạn. Nhìn thấy không? Này tối mà. Có 3 lạng. Coi được con đầu tiên đi. Gỡ vốn mà. Cái suối này bữa khu eo mà nay có nước luôn mà. Nước lấp dấp lấp dấp. Tí anh bắt nha bạn. Giờ đang đi. Ở đây bữa khu eo. Bên này nước không. Mưa cái đó mà không hành. Nó lại dính mạnh lắm. Chiếc con khủng bố quá. Cái này khó nha bạn. Cái này nằm chỗ hơi khó nha bạn. Cái này như xào quay nữa mà. Gầm quá. Dính gắn khủng coi. Trời ơi chuột còn luôn. Gắn khủng đâu không thấy con chuột cỏ gì thinh. Còn ba cái được còn đẹp dữ ta. Hai cái nữa đây là cái bẫy mình quay nha bạn, đi nó hơi xa. Chuối mình đẩy cái bẫy nó lấp cái miệng hôm luôn. Đua không thể đẩy ra ngoài rồi. Ui, có hàng. Một xíu à. Con này chắc 2 lạng như vậy. Rồi mấy cái chữ mình mới con trận mưa bằng con này. Khoai hết trơn luôn. Rồi dính rắn má ơi luôn. Không còn con nào mà nhỏ hơn con này được hết. Thank you.
Cái này thế nào cũng dính hoa hành. Chỗ này đẹp lắm. Nó dính trời. Hai bịch lúa bị quyên đúng không ạ? Trụ còn luôn. Đẹp ghê, không có ta. Nãy giờ cuốn 5 cái mà dính được 2 con. Bắt cho bạn coi nha. Trời ơi, 5 cái được có 2 con à. Tệ các bạn ạ. Tại mấy nay mưa mà chứ mưa chứ nó cũng dính luôn. Mưa dữ lắm á. Còn bèo vậy. Còn chỉ 3 lạng. Con bên này thảm đời hơn nữa bạn. Con bên này nó nhỏ mà. Nó nhỏ mà nó là không có gì để diễn tả nữa. Quá nhỏ luôn. Gắn là giống như gắn mót các bạn. Giống như mình bẫy rồi mà xong cái mình đi đánh lại vậy, nó bị gắn mót. Giống như có ai đó người ta bẫy hết rồi. Con có hai gắn rồi, nãy đưa đầu qua luôn. Ừ, bực mình ghê bạn. Nó nhỏ nhỏ này nó hay vụ này lắm. Vậy sao đây? Ghê vô đi chứ. Trời ơi, nóng quá luôn. Thục vô. Ừ, con này căng đó bạn ơi. Khó xử lý, đậu đưa ngoài. Bắt cái con này trước nha bạn. Con quay về cái luồng bên kia. Luồng bên kia bữa cũng hay dính lắm bạn. Mà mấy nay mưa, mình nghĩ chắc luồng nó cũng đỡ hơn mấy chỗ này. Bữa mình dính được mấy con nhờ bên đó không. Bên đây bữa giờ thăm chả có thôi. Này mình quyết định mình cuốn luôn. Cái gắn nó không dính. Úi dồi ôi, đái. Hành mà. Rồi còn con kia nó khó quá để mình xử lý nó nha bà. Lâu. Tới 7 nữa mình quay nha. Sáng này chiến gọi được con hành 4 lạng rồi bà. Cái này sao đây? Thấy cất đáy hết. Ui có hàng, có hàng. Cái này dính tiếp nha bà. Chiếc này nhỏ hơn mà. Chiếc này chắc cỡ 3 lạng. Bẫy bự quá, nhìn gắn thấy chút xíu. Chiếc dính này dính nhỏ hơn nha bà. Mình cầm theo cái bẫy xuống mình đổi nha bà. Hổm gầy ở đây mưa quá trời mưa luôn. Mình hy vọng là bữa nay thăm trúng không hành đâu mà. Sớm giờ thì cũng được 3 con à. Trời, nước bữa chảy mạnh kìa. Chảy bay hết mấy cái gác luôn. Ngày trưa nha bà. Giờ bữa mà mưa đủ nước còn trận nổ khủng khiếp. Để bữa nay mình phải đưa bẫy mình lên cao một chút. Bữa gầm gịch nước chảy cái bẫy lòi ra luôn mà. Nãy trống trơn trống lóc. Cái này hồi chiến đầu tiên là dính được con hành rồi mà. Chiến vừa rồi thì nó không dính. Biết bữa nay có không nha. Trời này nhẹ tơn luôn mà. Con chuột con luôn. Chuột này mập ú nù chà bá luôn mà. Để luôn. Cho em nó bịch lúa thôi. Lúa cũng còn mình cho thêm. Để đi. Đâu chứ sao hơi hơi dính không hành khủng sao bạn. Cái bên này là chiến ngựa dính còn không ngựa nha bạn. Cái này là chiến ngựa dính không ngựa. Đường rung lắc của bạn thông cảm nha bạn. Bẫy nó lên. Con. Ô trống trơn à. Chuột còn không mà, lúa còn luôn. Chà. Mưa cỡ đó mà vẫn không dính là sao? Gắn đĩ yếu quá.
Cái này từ hôm đặt thì chưa được con nào. Cái này con thấy lúa đẩy xuống luôn. Chắc không có quá. Cuốn cái này các bạn. Thăm thứ ba không có con gì hết. Này cuốn. Chuột con nữa. Còn không dính. Hành gì đâu mà nãy giờ dính ba con mà không đường ký nữa mà. Ba hành không đường ký. Ba hành này chắc nhiều lắm chị. 8 lạng. Trời ơi, hành gì mà lớn không trời. Chừng nào mới khá được ba. Mini không à. Trời ơi. Ba con này chắc chừng 8 lạng. Kỳ đó, gắn bự nó đi đâu hết rồi bạn ơi. Suối này trước mình gài là dính gắn bự không đâu. Dính là nào lấy hơn nửa ký. Hành cứ dính là hơn nửa ký. Mà đợt này hình như hết rồi sao dính trong mini in. Dính con nửa ký coi trời ơi, lấy vốn coi trời ơi, khổ quá rồi. Đồng chí ơi. Trời ơi không dính nè. Con chuột mất tiêu luôn trời. Con chuột không cánh mà bay luôn rồi. Ủa cái này ngộ nha. Chuột mất tích luôn mà. Ủa kỳ vậy. Trời ơi má ui nó ra rồi. Nè con bể cái hôm như này luôn mà. Ủa con bể hai mắt luôn nè. Trời ơi nó tông bánh ra hết cái lòng luôn. Rắn này to nè bạn. Chu ra luôn rồi. Trời ơi. Không được con này nửa ký hơn. Rắn này bự nha bạn. Tông dở cái này lên con này từ nửa ký ăn lên. Rắn sảy giống nào rắn bự. Trời ơi tiếc quá. Tiếc tình. Cái chỗ này là hôm bữa nguyên một cái đường cỏ mà nó gặm tùm luôn mà cái cây mưa hôm bữa nó quá lớn mà bùn non á, nó tủ ở đây bữa nay nhìn thấy là sình khống luôn. Mình tưởng cái bẫy lóc mà bẫy thật ra vẫn còn mà không biết dính không nha. Lúng lắm, bước xuôi lúng. Trong đây cái này mình nghi thế nào cũng dính mà. Chỗ này bùn non đẹp, cái này làm gì không có hành đúng không. Dính cái này. Ủa sao nhà hiều vậy. Thua rồi. Ô giờ không dính trời. Ui chục con luôn. Ui quái lạ ông ơi. Đẹp ghê gì mà không dính á. Trời chỗ này mình tin tưởng nó mà là không dính mà. Thất vọng quá. Cái này dính gắn ở đây nhìn vô thấy kẹt đầu bạn á. Ghét nhất cái vụ này nha bạn. Ủa hai con luôn. Hai con nha bạn. Qua đọc gửi cho bạn. Ở dưới còn con nữa. Nào, thấy con này kẹt đầu không. Ở đây còn con nữa. Đã chưa. Được hai con. Nó kêu một con ăn đi. Còn con bán. Con kẹt đầu này ăn. Đó, hai con. Cái lòng bự quá. Gắn, con gắn này chừng 3 lạng nha bạn. Ủa, gắn kia chết lâu quá. Con này chết lâu. Đợi xíu bạn. Lấy cái lòng. Con này mới được ký ấu hành. Hai con cũng đỡ. Chết bố hình con. Rồi được con con. Con này có 3 lạng.
sáng giờ mới được ký gắn rồi. Nãy cái kia nó đừng bể cái này chắc hơn ký rồi. Cái kia được con to tòng bể cái hôm gà mất tiêu cũng kia. Còn con này giờ ăn cho hết luôn nha mọi người. Ở trong thấy nó còn ngon ghê, con gì còn ăn được mà. Để mình xử lý nó nha mọi người, để về mình làm món. Mà thôi con này chắc bỏ mà, cái bụng nó xanh, mình thấy nó xanh xanh. Con này ăn hết được. Thôi mình xử lý cái nha mọi người. Cái anh không dính rồi kìa. Cái chuột cắn cái bao bên cạnh luôn. Chuột cắn cái bao bánh luôn, chuột con luôn. Chú có còn không bà? Dính không? Sao đất không vậy? Nhìn nặng dữ vậy? Rắn nó sâu lộng nặng dữ vậy ta? Một lợp đất luôn rồi, đất một lợp luôn rồi. Đậu gỗ á, cảnh này gắn gấp gì nữa trời, bít luôn rồi nè, bít luôn. Đặt chỗ nước nó chảy. Chuột đâu ta? Chuột sống luôn. Trời ơi, nước quá đổ. Đẹp thế, gà không dính đâu. Dính luôn rồi. Hai chuyến không có ngờ hết. Cái bẫy này mình mới ngó vô mình hết hồn luôn nha các bạn. Các bạn coi nè. Rắn mà nằm ngoài cỏ này nè bạn. Không. Thấy rắn đang nằm ngoài miệng lồng không? Được không? Này là rắn không hành nha bạn. Còn mà giống như hổ đất hay là hổ mèo rồi là thò tay vô là chết nha bạn. Mình coi xem. Chà bá nằm ngoài miệng lồng. Chị hiểu ghê chưa? Nó bò ra mà nó bò gần hết rồi bạn. Chết luôn à. Trời ơi, lặng nhách chưa thấy thì chứ. Đây nè. Gặp cái gì đâu không á trời. Cái chỗ cái khúc này là khúc nó nuốt con chuột mà. Chỗ này to á. Dưới cái này ra không được. À, chán gì ghê. Hôm nay thăm gặp toàn gì đâu không mọi người. Chẳng được may mắn rồi mà. Để ra ngoài hết vậy. Không. Con chuột ngồi trong ngóc luôn. Từ từ nó sẽ dính rồi bạn. Chuột cõi quyến luôn. Chỗ gì mà gai gì chơi. Không được rồi. Cái chỗ này phải cứu hết bạn. Chả dính hết. Để cho mệt thêm. Cứu luôn. Cái này còn cái nữa. Bè quê. Hết rồi. Cố gắng đâu mà để.
cái mít chín rồi trời, thơm ghê. Wow, trời trời, nó đi cuốn nó dính rồi mà, bốn lạng mà, to, nó cuốn nó dính liền không, thầm nó không dính, cuốn nó chịu dính, ồn. Đây còn cái nữa chứ. Còn không? Mình lấy cái không dính là mình bỏ vào chỗ cái dính rồi mà. Cái này lúa còn chuột còn. Để vào chỗ dính bên đây. Không sao à. Hết xui đi. Gắn thì nó đi cao rồi. Nó đi sát nước rồi. Mình đánh sát nước nó dính rồi. Đánh thành cao dính. Mình gà đi cái cao mà dính. Đánh sát nước không có. Hữu hành ơi là hữu hành, sao mà dính lại kém quá. Ở nhà ngủ của tỏi hết mấy con. Ui ui, mình cỡ 4 lạng rồi. Tập đó 400 gram. Ui ui, đừng có địch nó mày. Địch biết sao ký. Trời ơi, thăm sớm giờ đừng ký mấy gắn. Chiến rồi quay 2 tập mà, chiến này cho mình gói ghém là quay 1 tập thôi. Tập 1. Bên kia còn 4 cái nữa nha bạn. Lên tới đoàn quay nha, 4 cái cuối cùng nằm trên kia cũng sao. Chiều sắp mưa. Chiều đen hết trơn. Đặt cái hôm đầu tiên dính đường con mà. Chứ rồi không có. Chứ này chuột con luôn. Tệ cái bấy. Chỗ này còn gắn nè. Bữa nó con nó phá lồng nó ra nha bà. Vẫn là nó chưa dính lại. Ba cái trên kia tới quay nha bà. Ba cái cuối cùng. Còn ba cái cuối cùng. Hôm nay quay được đúng một tập. Sáng giờ luôn. Nằm mới đánh thêm 30 mấy cái nữa rồi mà. Chiếc sau hy vọng là sẽ có hàng ngon ngon cho bạn xem. Lấy trong đây nè, đây mình lấy bịch lúa này. Lại ba cỏ ngựa ngứa quá bạn. Lại con khỉ vậy. Wow, trời có hùng vậy. Thấy chưa bạn? Bóng bóng các bạn. Có hàng ngoài ơi. Cái này dài, hôm nay mới dính rồi mà. Con này cũng cỡ 4 lạng nha bạn. Bóng nữ. Bắt cho bạn coi nha. Làm cái sao mình phải mang vào tay mà. Thì cái nước đáy của hữu hành đó mình bị kỵ nha bạn. Mình bị trúng nước đáy nó là người mình ngứa hết. Gắn nãy giờ đây mà. Mình mang vào tay và để né nước đáy của hữu hành. Mình bị trúng nước đáy nó là lắc người mình ngứa hết hết người luôn. Nước đáy này nhận ghê thiệt chứ. Chắc gì đâu mà. Khiếp. Hành ơi. Hành 4 lạng bằng con nãy. Bò ra đây coi.
gà nó đái xì 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 chứ mà hành nó đái ghê thiệt chứ. Gà nó thấy nó xì nó đái thì quận chạy đậu gồng đầu lên ghê thiệt chứ. À, đúng là vô chuột mà gà lại xuống chứ còn hai cái nữa hết quay tiếp cho bạn coi nha. Còn luôn mà không dính đâu. Giờ cái này đi hôm 2 ký không có nào. Giờ anh sạch xuống chút. Thì con này cái nào cũng khỏe ghê luôn. Đi hết cái con nào chết rồi. Thì sống như thế 80% 90% luôn. Hôm nay mình đi có con chuột nào chết lãng gắn ăn không? Không còn nguyên. Để mình có giờ em quên ta. Không có gì xảy ra thì cái bẫy này nằm ở đây. Còn cái cuối cùng nha bạn. Cái nữa hết rồi. Lúa có gì hết luôn. Ô, cái hàng chục chích queo bạn ơi. Cái cuối cùng đã nhấp luôn rồi. Cái chỗ này xấu quá. Cái này gài khó dính lắm. Tôi đổi chỗ. Thôi, thì chắc được xin kết thúc video bạn. Hôm nay thăm mình đi đặt cho bạn sáng mà đi đặt đi sớm mà đi đánh thì ba mấy cái. Trưa mình mới thăm. Thăm đến giờ chứ cũng 4 giờ chiều. Giờ còn gài lại hai cái này nữa là xong rồi. Chắc cũng hơi lâu quá, mấy ngày nữa được mới ra tiếp video thăm mới gắn mà. Tại đợt này được quay đăng có 1 lần hết luôn. Thôi cảm ơn các bạn xem video của được nha. Thì thành quả bạn thấy chắc cũng được ở gần 2 ký mà, không 2 ký gắn. Tính là giờ là quá thất nha mà. Thôi cảm ơn các bạn đã xem đến giây phút này nha. Chào các bạn nha.